nối tri thức. Quý thính giả và các bạn thân mến, những người nguyên thủy vốn cầm dao và cung đi săn bắn. Để tăng hiệu quả săn bắn, huyết áp của họ tăng lên như một cách thích nghi sinh tồn. Thế nhưng người hiện đại hầu như không phải chạy nhiều, họ không có lý do gì cần phải tăng huyết áp cả. Vậy tại sao huyết áp vẫn cứ tăng cao? Việc tăng huyết áp có phù hợp với sự sinh tồn của người hiện đại không? Hay chúng ta bị tăng huyết áp lên chẳng để làm cái gì? Hiện nay hầu hết chúng ta ăn đủ 3 bữa một ngày, sống trong phòng kín, di chuyển bằng xe, mặc quần áo ấm. Thế nhưng cơ thể chúng ta vẫn sử dụng những gen tương thích với lối sinh hoạt của con người từ thời nguyên thủy. Trong chương trình Kết nối tri thức hôm nay sẽ giới thiệu đến quý thính giả và các bạn cuốn sách Giải mã các căn bệnh thời hiện đại, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về các vấn đề vừa nêu. Sách do Công ty Cổ phần Thái Hà Book và Nhà xuất bản Thế giới ấn hành năm 2020 của tác giả Jong Chun Ka-won được Phạm Hồng Nhung dịch lại. Để giải mã những căn bệnh của thời hiện đại, tác giả đã chọn cách tiếp cận từ những cơ chế thích nghi nguyên thủy đã giúp loài người tồn tại trong 2 triệu năm qua. Giải mã các căn bệnh thời hiện đại là một trong 2 cuốn sách đầu tay của tác giả Jong Chun Ka-won, với mong muốn cung cấp cho bạn đọc một góc nhìn mới về cách chăm sóc sức khỏe trong xã hội hiện đại. Ngày nay, chúng ta không thể chăm sóc sức khỏe đúng cách không phải vì thiếu thông tin. Ngược lại, có nhiều trường hợp do có quá nhiều thông tin mà gây hại cho sức khỏe. Cách tiếp cận của Jong Chun rất đơn giản. Hãy học tập những cơ chế sinh tồn và tiến hóa đã giúp cho các loài sinh vật và người nguyên thủy thoát khỏi tuyệt chủng. Trước đây, khoa học tin rằng gen di truyền của con người là bất biến. Chúng ta phải chấp nhận bị bệnh do gen quyết định. Sự ra đời của bộ môn di truyền học biểu sinh đã phá vỡ quan niệm này. Jong Chun giới thiệu đến quý thính giả và các bạn khái niệm công tắc gen, tức tình trạng gen di truyền có thể được bật hoặc tắt tùy theo môi trường xung quanh. Khái niệm này xuyên suốt cả cuốn sách, do đó để hiểu hơn về công tắc gen di truyền, chúng ta hoàn toàn có thể bắt đầu từ phần 4 của cuốn sách. Với cấu trúc gồm 4 phần. Phần 1, tại sao cơ thể chúng ta đột nhiên suy nhược. Phần 2, cơ thể chúng ta đã sống hài hòa như thế nào. Phần 3, ăn cái gì và ăn thế nào. Phần 4, thay đổi công tắc gen theo ý muốn. Qua cuốn sách này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và nhận biết những cơ chế thích nghi nguyên thủy của con người. Từ đó có thể đưa ra những thay đổi trong chế độ ăn uống, thói quen sinh hoạt để điều chỉnh những cơ chế này cho phù hợp với đời sống hiện đại, cũng như đem lại lợi ích tốt nhất cho sức khỏe của con người. Trong phần 1 của cuốn sách, tác giả chỉ ra bất cập của việc điều trị các căn bệnh thời hiện đại bằng phương pháp công thức rời rạc. Ví dụ như khi bị viêm da dị ứng, nhiều người sử dụng thuốc chống viêm để giảm triệu chứng ngứa ngáy hoặc phát ban. Theo tác giả, việc này giống như khi chuông báo cháy reo, chúng ta không đi dập lửa mà lại tắt chuông báo cháy. Việc làm quan trọng hơn là tìm ra nguồn gốc gây dị ứng, sâu xa hơn là sức khỏe hệ miễn dịch của chúng ta. Với 11 chương trong phần 1 đã giải mã cơ chế của một số căn bệnh thời hiện đại, tăng huyết áp, chứng mệt mỏi mãn tính, tình trạng suy giảm và mất cân bằng hệ miễn dịch, lão hóa, ung thư, bệnh miễn dịch, suy giảm trí nhớ. Tác giả lý giải chúng bằng cách đối chiếu với cơ chế tiến hóa và thích nghi của nhiều loài động vật cũng như tổ tiên của chúng ta. Quý vị có biết, trạng thái căng thẳng, một trong những nguyên nhân dẫn đến tăng huyết áp trong thời hiện đại là phương pháp thích nghi sinh tồn của người nguyên thủy trong những cuộc đi săn. Tác giả dành 6 chương trong phần 1 để giải thích về các loại vi khuẩn có lợi cho hệ miễn dịch cũng như cách để con người thích nghi và chung sống hòa bình với chúng. Đồng thời, ông cũng có góc nhìn thú vị về lối sống lành mạnh giúp phòng bệnh ung thư và các dấu hiệu lão hóa của cơ thể như loãng xương, suy giảm trí nhớ. Lý thuyết được sử dụng trong cuốn sách có thể gây mâu thuẫn với quan điểm điều trị và chăm sóc sức khỏe của nhiều người. Tuy nhiên, tác giả tin rằng khi hiểu những nguyên tắc thích nghi cơ bản, chúng ta có thể đưa ra lựa chọn phù hợp nhất với thể chất và môi trường sống của mình. Tại sao con người lại tích mỡ?
Đó là bởi trong chúng ta tồn tại gen cây tích mỡ. Ngay từ thời nguyên thủy, do thiếu thức ăn nên sự sinh tồn đã rất khó khăn. Để sống sót trong hoàn cảnh khắc nghiệt đó, con người phải điều chỉnh cơ thể sao cho tiêu tốn ít năng lượng nhất. Đó là vai trò của gen tiết kiệm. Con người vẫn lưu giữ trong mình gen di truyền từ xa xưa, nghĩa là gen này vẫn luôn ở trong cơ thể chúng ta. Sự phong phú của nguồn thức ăn hiện nay cũng không thể làm thay đổi gen tiết kiệm. Để cải thiện tình trạng cơ thể tích mỡ, chúng ta cần phải tắt công tắc của gen tiết kiệm và bật công tắc gen cảnh báo béo phì. Trong từng trang sách, tác giả đã giới thiệu về việc áp dụng các tiến bộ của y học vào nhiều chủ đề đa dạng, với hy vọng rằng cuốn sách sẽ không góp phần làm tăng thêm sự hoang mang cho người đọc, mà hãy biến nó thành những thông tin hữu ích về sức khỏe con người. Trong cuốn sách giải mã các căn bệnh thời hiện đại, chúng ta sẽ thấy được tầm quan trọng của việc điều tiết thân nhiệt và những vấn đề gặp phải khi mang thai. Tác giả cho rằng vấn đề hiếm muộn tùy thuộc vào ý chí quyết tâm, và đây cũng là một trong những vấn đề nghiêm trọng của xã hội hiện đại. Chúng ta cần quyết tâm để cảm nhận về cuộc sống xung quanh trong trạng thái an bình của cơ thể. Hãy dành thời gian để nhìn lại và để nghỉ ngơi. Quý vị và các bạn có biết mối quan hệ giữa thân nhiệt với sinh tồn không? Thay đổi thân nhiệt tùy theo nhiệt độ của môi trường có thể được suy diễn là một chiến lược thích nghi tốt hơn để nâng cao khả năng sinh tồn. Thế nhưng sự thật thì không phải như vậy. Với những kiến thức về ăn uống được chia sẻ trong cuốn sách sẽ giúp cơ thể chúng ta tốt hơn từng ngày. Ăn kiêng không phải là một việc dễ dàng. Bên cạnh đó, việc tập luyện thể dục thể thao cũng rất cần thiết. Tuy nhiên, việc tập luyện này với cường độ cao sẽ giúp chúng ta tạm thời giảm được trọng lượng cơ thể, nhưng lại gây ra nhiều hệ lụy khác. Sau khi đọc xong cuốn sách giải mã các căn bệnh thời hiện đại, chắc chắn quý thính giả và các bạn sẽ tìm hiểu được điều mình cần nhất là gì và tìm cách làm phù hợp để phát huy hiệu quả của nó. Bán rẻ tương lai hay bán rẻ hiện tại một cách thái quá đều không giúp gì cho sự sinh tồn của chúng ta. Đã đến lúc chúng ta phải sống thật chậm lại và giảm bớt lòng tham. Quý vị và các bạn có thể tìm đọc quyển sách Giải mã các căn bệnh thời hiện đại tại Thư viện tỉnh Tây Ninh. Và đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình Kết nối tri thức do Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp Thư viện tỉnh Tây Ninh thực hiện, được phát trên sóng FM 103.1 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh lúc 8 giờ 10 phút và 20 giờ 30 phút hàng ngày, đăng tải định kỳ trên hạ tầng fanpage Tây Ninh TV, hạ tầng YouTube Truyền hình Tây Ninh Phát thanh, Tây Ninh TV Audio và các hạ tầng của Thư viện tỉnh Tây Ninh lúc 21 giờ. Thân mến, chào tạm biệt.